Bị Nhật Kim Anh chửi thẳng mặt đang tạo nghiệp đó em, Lebela cũng không vừa, phản ứng lại khiến ai cũng phải điêu đứng. Dòng trạng thái của Lebela nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước cuộc khẩu chiến giữa Nhật Kim Anh và Lebela khi nữ diễn viên chia sẻ bài viết không đúng về ngành yến xào. Diễn viên Lebela đã chia sẻ một bài viết Cuộc đời đau thương của loài yến. Cụ thể bài viết cho rằng nhiều người đã vứt trứng yến hay chim non xuống biển chỉ để lấy tổ yến và để lại sự đau thương cho chim yến mẹ. Lebela cho rằng những người lấy tổ yến mà vứt trứng và chim non xuống biển, dù có giàu có thì tài sản cũng sẽ bị tiêu tán. Cô cũng quyết không ăn yến xào. Cho rằng Lebela đã chia sẻ bài viết sai về việc nuôi và kinh doanh chim yến, Nhật Kim Anh đã phản pháo lại đồng nghiệp bằng một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. Thậm chí Nhật Kim Anh còn nhắn nhủ nữ diễn viên đừng chia sẻ những bài viết câu view, như thế chính cô cũng đang tạo nghiệp. Trước những lời phản pháo bức xúc của Nhật Kim Anh, Lebela dường như không quá để tâm. Trong status mới nhất, nữ diễn viên đăng tải những hình ảnh mới nhất của mình khi đang quay phim và không hề nhắc đến xích mích vừa qua với đàn chị. Trước đó, hai nữ diễn viên đã có một cuộc khẩu chiến khá căng thẳng với nhau ngay trên trang cá nhân của Lebela. Dẫu vậy, Lebela cũng khẳng định cô chia sẻ câu chuyện này vì thích nó chứ không hề động chạm hay đạp chén cơm của người khác. Bản thân cô cũng không sử dụng yến làm món ăn. Lebela chia sẻ, đây là bài tôi sưu tầm vì tôi thích câu chuyện chung tình của yến nữa. Tôi không hề muốn đạp chén cơm của người bán yến nào. Nếu thực sự các anh chị làm theo cách xây tổ ABCD gì đó tốt cho yến, thì xét về nhân quả sẽ tốt cho anh chị thôi. Còn tôi tự không muốn ăn nữa thì tôi không ăn. Quan điểm riêng của tôi là vậy, đừng lấy quan điểm riêng cá nhân ép tôi phải này nọ nha, hãy bớt kỳ cục. Đây là câu trả lời chính thức cho tin đồn hẹn hò giữa Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng. Sau thời gian dài khiến người hâm mộ tò mò nghi ngờ, thì mới đây sự thật đằng sau tin đồn Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng đang yêu nhau chính thức được tiết lộ. Cách đây không lâu, thông tin Bảo Anh hẹn hò cùng Bùi Tiến Dũng trở thành tâm điểm, chiếm tin trên các trang mạng. Nhiều cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra việc cặp đôi follow và thường xuyên like status của nhau trên Instagram, mặc đồ đôi. Nữ ca sĩ còn có mặt tại Hà Nội đi chơi cùng quản lý của Bùi Tiến Dũng. Đồng thời, cách đây vài ngày, sau khi đăng tải hình ảnh mới trên Instagram, Bảo Anh nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc, người đẹp hài hước đáp trả, dù xinh nhưng vẫn còn ế. Mới đây, trên trang mạng xã hội, hình ảnh Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng tham gia trong một quảng cáo, cả hai vô cùng xinh đẹp cá tính kèm dòng trạng thái. Hé lộ hình ảnh chiến dịch quảng cáo mà Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng tham gia, nhìn thân thiết quá, phải chăng đây là nơi tình yêu bắt đầu? Hình ảnh chụp vui vẻ giữa Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng trong một chiến dịch quảng bá sắp tới. Dù tỏ ra khá thân thiết, tuy nhiên tấm ảnh xuất phát từ hậu trường chụp ảnh cho một nhãn hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tin đồn Bảo Anh Bùi Tiến Dũng hẹn hò được tung ra trước đó là sai, thậm chí là chủ đích của nhãn hàng. Tuy nhiên đây cũng có thể là nơi gặp gỡ và họ nên duyên là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên trước đó giữa bão dư luận, Bảo Anh vẫn giữ thái độ bình thản và không lên tiếng giải thích về nghi vấn hẹn hò Bùi Tiến Dũng. Trên Instagram, Bảo Anh đăng tải hình ảnh có nội dung Open your mind before open your mouth, tạm dịch hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Dù không chú thích gì thêm, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chính là phản hồi từ Bảo Anh đối với những bình luận ác ý xuất hiện tin đồn tình cảm của cô. Trước đó trên trang cá nhân, quản lý của Bảo Anh cũng đã lên tiếng. Thương em mỗi lần trúng hợp đồng quảng cáo với ai là bị đồn yêu người đó, mỉm cười cho qua em nhé, luôn mỉm cười may mắn tự nhiên đến. Dù trước đó Bảo Anh khẳng định mình vẫn còn độc thân. Đáng lo ngại thực sự, sau nửa tháng scandal với nam em, đặt chân đến quán ăn của Trường Giang mà không thể tin vào mắt. Trường Giang gặp hạn lớn, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn cả làm ăn, nhìn cũng tội. Hiện tại lùm xùm tình cảm của Trường Giang và nam em đã lắng xuống, nhưng xem ra chuyện này đã ảnh hưởng rất nhiều đến nam em nhà Phương và nặng nhất là danh hài xứ Quảng. Từ một diễn viên hài được yêu thích, Trường Giang bỗng trở thành tội đồ, chịu bao lời miệt thị cay đắng của cư dân mạng rằng là người đàn ông đều cán lăng nhăng. Dù không lên tiếng thanh minh, nhưng Trường Giang vẫn chạy xô đều đều, nhưng có thể thấy gương mặt không được tươi như xưa, hơn nữa anh gầy sợp đi hẳn. Có vẻ như công việc liên quan đến nghệ thuật của anh không bị ảnh hưởng, nhưng chuyện kinh doanh lại bị ảnh hưởng không ít. Cách đây không lâu, một bức ảnh được chia sẻ và cho rằng
quán Trường Giang vắng tanh khách khiến mọi người thực sự lo lắng. Mới đây, một fan của Trường Giang cũng đăng ảnh mới chụp ở quán có thể thấy, quán cơm của Mười Khó vẫn chưa thể lấy lại được phong độ như xưa. Có duy nhất một nhóm người xuất hiện, còn lại cả quán đều hiu và cô quạnh. Loạt ảnh mới nhất được fan chia sẻ, đây là nhóm người duy nhất trong quán, đang nói chuyện rơm rã mà chưa thấy gọi đồ ăn, không biết có phải thật khách hay không. Bàn ghế vắng tanh, chỉ thấy nhân viên ở phía xa. Mọi ngóc ngách đều yên ắng và điều hiu. Mới đây, quán cơm của Trường Giang còn đăng tuyển thêm nhân viên, liệu có phải do nhân viên nghỉ nên thiếu người? Trước đó, hình ảnh thương tâm được chia sẻ khi Trường Giang ngồi một mình trong quán, chẳng có một bóng khách. Đây là quán ăn mà Trường Giang tâm huyết, rảnh việc là đến đây ngay, nhưng xem ra giờ không còn được như trước nữa. Còn đây là hình ảnh mới của nam danh hài, gầy guộc và hốc hác. Trước scandal, Trường Giang tròn trịa thế này cơ. Vì thói lăng nhăng nên Trường Giang đã mất nhiều điểm trong mắt khán giả. Không chỉ nam em, trước đó Trường Giang cũng đã lén phén với Quế Vân và đã bị nữ ca sĩ này tung hê mọi chuyện. Phản ứng của Sao Việt khi hai Thúy Diễm mang bầu sau 2 năm đám cưới với Lương Thế Thành. Bà xã Lương Thế Thành cho biết sau 2 năm kết hôn, vợ chồng cô chuẩn bị đón trái ngọt đầu tiên. Cô nhận rất nhiều sự chúc mừng từ các anh chị đồng nghiệp và nghệ sĩ. Lương Thế Thành và Thúy Diễm chính thức góp gạo thổi cơm chung vào năm 2016. Cả hai đã có một hôn lễ đẹp như mơ trong sự chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp. Sau tiết lộ mang bầu với ông xã Lương Thế Thành sau 2 năm kết hôn, cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Sáng 7 tháng 4 trên trang cá nhân, Thúy Diễm vừa đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào cùng ông xã và gửi lời cảm ơn đến mọi người, cô viết. Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người dành cho vợ chồng Tèo trong những ngày qua. Năm nay hai đứa chính thức được lên chức rồi, ba Tèo mẹ Tèo đang dọn ổ, chuẩn bị đón bé Tèo con ra đời. Hy vọng được thật nhiều sự chúc phúc của ông bà, cô chú cho thằng chó con nhà Tèo nha. Ngay sau khi trạng thái được chia sẻ lên trang cá nhân, rất nhiều Sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Thúy Diễm vừa đăng status cảm ơn đến mọi người và mong chờ đứa con đầu lòng. Cô nói, anh Thành vỡ òa hạnh phúc khi biết tin có em bé. Còn mấy tháng nữa mới sinh, nhưng anh Thành đã mua đầy đủ quần áo, đồ dùng cho con. Anh ấy mong con trai sẽ giống mình và nối nghiệp đóng phim của bố mẹ. Trịnh Kim Chi, Ngọc Lan, Trương Quỳnh Anh, Thanh Hiền cũng đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành. Trước đó, Thúy Diễm đăng ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới với ông xã lộ bùng bầu lùm xùm, khiến nhiều người cũng bất ngờ vì đã 2 năm cưới nhau, nay vợ chồng Lương Thế Thành đã có tin vui. Cô chia sẻ từ khi có bầu, sức khỏe và tinh thần đều tốt. Thúy Diễm hầu như không bị ốm nghén hay sợ bất cứ món ăn nào. Hiện cô đã tăng 6kg nhưng vóc dáng vẫn thon gọn. Trong những tháng đầu của thai kỳ, Thúy Diễm vẫn tích cực đóng phim, đi biểu diễn ở nước ngoài. Tú Vi chia sẻ 4 điều thay đổi sau khi sinh khiến các mẹ bầu phải gật gù đồng ý. Phận là con gái mới lần đầu sinh con, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời hài hước chia sẻ. Tú Vi và Văn Anh vừa hạnh phúc chào đón con đầu lòng sau ca sinh mổ. Mới đây Tú Vi mới vừa chia sẻ dòng trạng thái khá dài về những thay đổi của bản thân sau khi sinh con. Những lời nữ diễn viên Cổng Mặt Trời viết khiến các bà mẹ trước và sau khi sinh đều phải gật đầu đồng ý vì quá chính xác. Tú Vi tâm sự, có đứa bạn hỏi là sau khi sinh có thấy gì khác trước không? Thay đổi gì nên xin mạo muội đại diện cho các chị em phụ nữ vừa trải qua cuộc vượt cạn lần đầu. Em xin dựa trên cơ thể của em và vài mẹ mà em gặp trong thời gian dưỡng thai tại bệnh viện trả lời. Đầu tiên là cái bụng, nó vẫn còn như có thai 5 tháng, nhưng lỏng lẻo với một mớ da thịt dư. Cái này từ từ chắc sẽ xẹp. Xong dưỡng lại chắc cũng ngon cơm, nhưng dự là khoảng 1-2 năm gì đó để mong được gầy như hồi xưa. Kèm vào đó là một vết mổ dài gần 15cm. Nhưng nhờ tay nghề bác sĩ nên trộm vía, vết mổ của Vi mỏng như sợi chỉ, mai mốt lành sẽ được dán miếng chống thẹo lồi. Hình như vậy hôm qua nghe bác nói nhưng còn mơ màng không nhớ rõ. À, còn có vài vết rạn da ở bụng, cũng may là Vi chỉ có vài vết thôi, xuất hiện trong tuần trước khi sinh nên chưa nhiều. Cái rốn có bầu bị giãn ra quá giờ chưa co lại được, nhìn khá buồn cười. Sau đó Tú Vi nói đến việc thay đổi tử cung cũng như vùng bụng phía trong. Thứ hai là cái ở trong cái bụng, tức là tử cung, ruột ra tử cung đang trong giai đoạn co thô nhỏ lại sau khi giãn to,
hơn 50 lần kích thước ban đầu, nên đầu tiên là gây đau, đau từng cơn, nhưng cái này rồi sẽ hết. Nghe bác sĩ nói là sau 6 tuần rồi kỹ lưỡng chăm sóc tí thôi. Sau đó là ruột rà, cái này thì chỉ là cảm nhận riêng của Vi, chứ không có nghiên cứu những ý kiến chuyên môn. Đó là Vi thấy như ruột đang tự sắp xếp lại sau khoảng thời gian bị chèn ép, thì giờ nó lại có khoang bụng khá rộng, làm Vi có cảm giác lỏng lẻo sau đó. Vi cũng nghe theo lời bác sĩ và các chị em, cũng như các tài liệu khuyên là nên đi lại nhiều, hoạt động để không bị dính ruột. Không biết mọi người thế nào, chứ ruột của Vi mỗi lần tiêu hóa thức ăn hoặc bị đẩy hơi xuống để xì hơi, thì trong bụng các khúc ruột kêu như tiếng bò róng vang dội. Đến nỗi Văn Anh nghe giật cả mình. Thứ ba là ngực. Thôi khỏi phải nói, chắc ai cũng hình dung ra, tất nhiên là nó to một cách khó kiềm chế. Và sau khi có sữa thì càng đáng sợ hơn, cộng thêm một vài vết rạn da nữa, thật sự cũng ngại miêu tả quá. Thứ tư, việc đau nhức khắp nơi cũng không thể tránh khỏi. Nên các chị em phụ nữ phải giữ gìn sức khỏe để có sức khỏe tốt về sau. Các em 20 mấy thì phục hồi nhanh không nói, như Vi đây đã 30 mấy, thì càng cố gắng nhiều hơn để còn có sức chăm con. Cuối cùng Tú Vi cũng cảm thấy thương chị em phụ nữ, bởi họ như những người hùng thực sự. Tú Vi cũng hy vọng những anh chồng có thể yêu thương vợ mình nhiều hơn. Mỗi lần sinh đẻ là một người phụ nữ phải chịu nhiều đau đớn. Nói chung thật thương các chị em phụ nữ chúng ta, nhưng chúng ta thật sự là người hùng ấy chứ, vì chúng ta sinh ra được các thiên thần quá đáng yêu, đáng để chúng ta đánh đổi sức khỏe và thời gian để yêu thương chúng. Cùng với tình yêu thương của người bạn đời sẽ là một động lực mạnh mẽ hơn gấp mấy lần nữa, nên các anh chồng nếu được hãy thương vợ mình thêm 8 vạn lần nữa nha. Phận là con gái mới lần đầu sinh con, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài.